Sau 2 năm triển khai đề án bệnh viện vệ tinh, hàng trăm kỹ thuật cao đã được chuyển giao xuống các bệnh viện tuyến cơ sở. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh viện vệ tinh đã có bước tiến vượt trội về chuyên môn kỹ thuật trong 2 năm qua, nên tỷ lệ chuyển tuyến của các bệnh viện vệ tinh đã giảm rõ rệt, giúp người bệnh, nhất là người bệnh nghèo được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại các cơ sở y tế tuyến dưới. Ghi nhận của phóng viên VTC14 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bệnh viện vệ tinh lớn nhất khu vực phía Bắc. Sau hơn 10 năm chiến đấu với bệnh ung thư đại tràng, đến năm nay, chị Hằng mới quyết định quay về quê, điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. 10 ngày một lần lại đi xạ trị, đoạn đường chữa bệnh cũng đỡ nhọc nhằn hơn trước. Ở đây có khoa ung bướu thì chuyển về đây gần hơn, rồi thì đi lại dễ dàng hơn, rồi ăn ngủ, rồi thì nghỉ dễ chịu hơn. Những tưởng chữa trị ung thư chỉ có thể là ở viện ca trung ương, nhưng nay mỗi ngày có hàng chục bệnh nhân được xạ trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Một bệnh viện thì quá tải, mà nằm giường thì không có. Đấy, cứ phải nằm truyền ở ngoài hành lang gốc cây từ cái năm 2012 đến giờ. Thế còn bây giờ về đây thì bác sĩ rất là nhiệt tình, mà chỗ ăn chỗ ở rất là tử tế, đàng hoàng. Nhất là máy móc hiện đại thì giúp cho các bác sĩ là tự tin hơn trong cái vấn đề điều trị. Thứ hai nữa là rất là thuận tiện cho bệnh nhân và không phải đi xuống các bệnh viện trung ương, giảm tải cho tuyến y tế trung ương. Với những bệnh nhân mắc các bệnh hiểm nghèo, có lẽ không gì quý giá hơn là việc được chữa bệnh gần nhà. Nhưng để làm được điều đó, bên cạnh nguồn kinh phí lớn để đầu tư máy móc kỹ thuật hiện đại, các bệnh viện vệ tinh cũng đang cần đội ngũ y tế có chuyên môn cao. Tại Viện Đa khoa tỉnh này thì trung bình hàng năm từ 40 đến 50 bác sĩ, trong đó rất nhiều các bác sĩ đã tốt nghiệp sau đại học. Ví dụ như bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2. Chính vì vậy mà cái nguồn chúng tôi có đủ cái đội ngũ nhân lực có trình độ cao để gửi đi đào tạo, cũng như để tiếp nhận được chuyển giao đầy đủ các cái kỹ thuật mà do các cái bệnh viện vệ tinh bàn chuyển giao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Quá tải bệnh viện đang là một vấn nạn lớn của ngành y tế nhiều năm qua chưa giải quyết được. Một khi đề án bệnh viện vệ tinh phát huy được hiệu quả thì sẽ góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân nghèo.